Giải trí là một phần không thể thiếu trong đời sống hiện nay. Bên cạnh xem phim và nghe nhạc, hát karaoke cũng là một hình thức giải trí rất được ưa chuộng bởi âm nhạc giúp mang con người ta đến gần nhau hơn qua lời ca tiếng hát. Ngoài đến những câu lạc bộ karaoke chuyên nghiệp, hát karaoke tại nhà cũng là một lựa chọn tuyệt vời khi các dàn karaoke tại gia hiện nay đã đạt đến chất lượng và đẳng cấp không thua kém bất kỳ dàn âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp nào. Thiên Hà Audio chính là một điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu nhạc, nơi mọi người có thể tìm được cho riêng mình những dàn âm thanh karaoke đẳng cấp với giá thành hợp túi tiền nhất có thể, được hỗ trợ tận tình từ tư vấn, lắp đặt cho đến setup, cân chỉnh hệ thống tại nhà, đưa khách hàng đến những trải nghiệm ca hát bất tận bằng sự hài lòng tuyệt đối. Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này, Thiên Hà Audio mang đến cho người yêu nhạc những bộ dàn karaoke được phối ghép cực chuẩn, với chất lượng sử dụng được đảm bảo xứng đáng đến từng xu, đi kèm là hàng loạt những chương trình khuyến mại giảm giá sâu vô cùng hấp dẫn. Ở Thiên Hà Audio, người yêu nhạc có thể dễ dàng tìm thấy và được trải nghiệm thử những dòng sản phẩm karaoke hàng đầu thế giới hiện nay như loa Tannoy TKT-102, TKT-122, JBL Passion 8, 10, 12, BMB, vang số AAP S1000, K9800 Plus, K9900, JBL KX180, âm ly AAP Smith, đầu karaoke Việt KTV. Những bộ phối ghép chuẩn cũng được chính các chuyên viên dày dặn kinh nghiệm của Thiên Hà Audio nghiên cứu, lựa chọn và cân chỉnh tối ưu để mang đến cho người dùng những lựa chọn tốt nhất cho từng phân khúc giá. Việc lựa chọn những bộ dàn karaoke được phối ghép sẵn không chỉ mang đến chất lượng ca hát tối ưu cho từng người dùng, mà còn giúp khách hàng tiết kiệm một khoản lớn chi phí đầu tư nhờ vào chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn được Thiên Hà Audio đưa ra. Người yêu nhạc có thể chọn được cho mình một bộ dàn karaoke ưng ý với mức giá chỉ từ hơn 20 triệu đồng, cho tới những bộ dàn karaoke đẳng cấp chuyên nghiệp có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Hãy nhanh chân tới Thiên Hà Audio để sắm sửa cho gia đình một bộ dàn ca hát thật hay và ưng ý. Chế là xin cảm ơn công ty Thiên Hà cùng các đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình đã setup cho gia chủ tôi một cái dàn karaoke rất chi là tuyệt vời, và cũng hy vọng là trong thời gian tới thì công ty Thiên Hà cũng sẽ đem đến cho tất cả mọi người ở mọi miền đất nước một cái âm thanh, một cái dàn âm thanh karaoke cũng như là nghe nhạc. Dạ vâng, xin cảm ơn anh nhiều ạ.